Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Một Tách Trà là chương trình gửi đến tất cả quý vị những giây phút thư giãn, ôn cố tri tân, nhớ về xưa cũ và hiểu biết thêm điều mới. Luôn luôn có những nụ cười bên tách trà. Và hôm nay với giới thiệu với quý vị có một vị khách mời, đó là Phương Quỳnh. Chào Phương Quỳnh. Chào chị An Miên và trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa Phương Quỳnh và thưa quý vị, phải nói là chúng ta đã trải qua một mùa xuân, và rồi sau mùa xuân là sẽ là mùa hạ. Mùa hạ phải nói là nó có rất là nhiều điều thú vị. Có nhiều người nói là vui chơi mùa hè, rồi có nhiều người nói là mùa hè nghỉ ngơi. Nhưng thật ra mùa hè là mùa của sinh trưởng. Và cái sinh trưởng đây tức là những loại côn trùng. Mà nói tới côn trùng thì chúng ta sẽ có, hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến hai loại côn trùng. Phải nói là thương thì cũng thương, mà giận thì cũng giận. Nhưng có lẽ cũng giống như câu ca quan họ, giận mà giận, mà thương thì vẫn thương. Chắc Phương Quỳnh cũng đoán ra được rồi, đó là hai anh chàng mà phải nói là nhạc sĩ của mùa hè. Nhạc sĩ của mùa hè thì chắc chị An Min muốn đề cập tới cái anh ve sầu của mình phải không chị? Đúng rồi, anh ve và anh dế, thì bây giờ mình nói về anh ve sầu đi. Phương Quỳnh ơi, tại sao mà người ta lại thêm chữ sầu bên cạnh? Đó là một câu hỏi mà Phương Quỳnh cũng muốn đặt ra cho chị An Miên là ve, tại sao mình nghe tiếng ve lại cái có chữ sầu đi kế bên cạnh. Cái chữ sầu này nó gieo vào lòng Phương Quỳnh một cái thắc mắc rất là ghê gớm. Tiếng ve mùa hè nó đi liền với cái hoa phượng đỏ thắm trên cành cây cho các cô các cậu học trò như chúng mình ngày xưa. Đó là cái thời điểm mà mình trao nhau những cái quyển lưu bút ngày xanh, ghi lại những cái gì mà êm đềm nhất của cái tuổi học trò, những kỷ niệm, và cho nhau những cái bài thơ. Đó là Phương Quỳnh cũng đã làm như vậy. Thì tại sao có chữ sầu? Thì theo Phương Quỳnh suy đoán như thế này nè. 3 tháng mình nghỉ hè thì có những người chia tay nhau, kẻ Nam người Bắc. Và trong cái thời buổi chiến tranh của đất nước trước năm 1975 thì có những anh sau cái mùa hè đó chúng ta phải khoác áo thư sinh để đi ra chiến trường. Thì có thể các anh đó không có ngày trở lại. Do đó là cái mỗi lần nghe cái tiếng ve kêu thì gợi nhớ đến bao nhiêu cái kỷ niệm. Có phải là lòng con người ta nó trùng lại những người con xa quê, những người con đã hy sinh một phần thân xác của mình để bảo vệ quê hương đất nước, và sau khi rời khỏi cái mái trường. Hoặc là tại vì có những cái bài hát người ta nói là có phải tiếng ve sầu hơn tiếng lòng. Tiếng ve nức nở sầu hơn tiếng lòng. Hoặc là người ta bảo là lá rơi theo gió từng cơn gió, nghe tiếng ve sầu dạ tái tê. Lớp cũ trường xưa tôi vẫn nhớ, đong đầy kỷ niệm thuở ấu thơ. Thì có phải là vì như vậy mà người ta thêm chữ sầu vào tiếng ve? Nhưng mà sầu đây có nghĩa là có phải là buồn hay rầu rĩ không chị An Miên? Cái này tùy theo tâm trạng từng người. Như nãy Phương Quỳnh nói làm cho An Miên nhớ lại rất là nhiều và rất là hay. Cảm ơn Phương Quỳnh. Là nhớ nhất là cái giai đoạn mà những chàng thư sinh phải cởi trả áo thư sinh cho nhà trường, rồi khoác lên chiến bào, trở thành một người đi bảo vệ đất nước, một người chiến sĩ. Thì như Phương Quỳnh cũng nói đó, là An Miên nghĩ chữ sầu đây đó, nó tùy theo, cũng như là người buồn thì chẳng có vui đâu bao giờ, như cụ Nguyễn Du đã nói. Thì khi mà chúng ta có một cái gì nó mang mát, nó buồn thì cũng là sầu. Rồi có cái gì nó đau đớn thì nó cũng là sầu. Nhưng mà cái chữ sầu này nó có vẻ là nó mênh mang, và nó mang cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, và đồng thời cũng rất là sâu lắng. Nhưng mà An Miên thấy như thế này nè, người ta sầu là bởi vì có lẽ là cái kiếp ve nó ngắn ngủi, cho nên người ta có cảm giác. Và thêm đêm hè nữa, mùa hè thì ngày thì ngắn, đêm thì dài, cho nên những cái đêm hè mà nghe cái tiếng ve thì người ta lại cảm giác nó rây rứt trong lòng, nó nhớ nhớ, như cái đấy Phương Quỳnh nói, nhớ nhớ một cái gì đó cho mọi lứa tuổi. Còn cái vấn đề đó mà ve mà được người ta gọi là trong cái mùa hè mà cái đêm dài quá không biết phải làm gì mà nghe tiếng ve kêu, có người thì bực mình đó, có người nói trời ơi
cái này đúng là sầu đây là nghe rầu rĩ luôn, cứ lại nhải. Cho nên An Miên nhớ có một cái câu mà không biết đọc ở đâu, người ta ví như thế này là mùa hạ, một mùa hè, tiếng ve kêu nức nở và tiếng dế kêu rỉ rả. Hoặc là có nơi thì nói là tiếng ve kêu thiết tha, tiếng dế kêu ra rả. Thì bây giờ mình đang nói về cái anh ve, mà An Miên thấy là ve đó phải nói là được tiếp đón, phải nói là nồng hậu hơn là anh dế. Bởi vì như nãy Phương Quỳnh có nói, ve nó có rất nhiều đặc tính mà người ta yêu thích, nhất là giới học trò, hoa phượng, rồi ve. Thật sự ra theo Phương Quỳnh thì tiếng ve đó nó là một cái món ăn tinh thần cho những cái cậu bé, cô bé học trò. Mà người đời á, thì tiếng ve nó chỉ là một, theo như những cái bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine, cái chú ve thì anh kêu ve ve suốt cả mùa hè, anh chỉ biết ca biết hát. Coi như đây là một cái con côn trùng mà chỉ biết sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh thôi, anh đâu có châm chọc ai đâu. Thì người đời lại gán cho anh một cái câu rất là cay nghiệt chị, lời ong tiếng ve, anh đâu có thị phi chuyện thiên hạ, ông đâu có để ý cái gì đâu, anh chỉ biết ca hát suốt ngày thôi. Thì cái lời ong tiếng ve này thì theo Phương Quỳnh suy nghĩ như này nè, tại con ong nó hay chích người ta, một con ve nó cứ e suốt ngày, mình nghe mình cũng bực mình. Thì đó nãy anh Miên nói ra sầu là luôn, người nghe mình phát sầu. Thì thật ra Phương Quỳnh cũng không ở những cái miền quê, mình ở ngay cái thành phố đô thị thì ồn ào cái tiếng xe, rồi mùa hè là cái mùa nóng, chỉ có nóng và nóng, và khi ra đường thì mình nghe những cái tiếng máy lạnh nó kêu ù ù thôi. Nhưng mà đôi khi trên con đường đi học về, những cái con đường mà ngày xưa đó chị, buổi trưa Phương Quỳnh đi học về khoảng 2-3 giờ trưa đi học về, thì đi bộ trên cái con đường Tú Xương, nó cũng ngôi nhà villa rộng, có những cái cây cao, hoặc là con đường Bà huyện Thanh Quan, hoặc là cái con đường Công Lý đằng sau trường Lê Quý Đôn, thì mình cũng thỉnh thoảng trên những cái ngọn cây cao mình cũng nghe được cái tiếng âm thanh của cái tiếng ve nó kêu. Thì mình không phải là người con xa quê, mình chỉ là một cô bé học trò nhí nhảnh đi học về, thì Phương Quỳnh không hề nghe tiếng ve nó là một tiếng sầu, mà chỉ nghe e thì nó một tạo nên một cái âm thanh rất là vui tai, nó bắt mình phải ngước lên cái cành cây, thì lại lên cành cây thì mình lại thấy những cái hoa phượng đỏ rất là thích, tại vì sắp sửa được nghỉ hè. Đúng vậy á, là bởi vì giống như Phương Quỳnh thôi, thì An Miên cũng lớn lên trong thành phố. Và trường An Miên là trường Gia Long thì may mắn là có sân rất là rộng và cây cao rất là nhiều. Thì khi nào ở trong sân trường á, thì có nghe tiếng ve. Nhưng mà rồi tuổi học trò mà tiếng cười, tiếng nói, những cái náo động á, nó cũng che luôn, chẳng để ý tới anh ve. Cho tới bây giờ khi mà nhắc tới mùa hè thì thấy lại nhớ tới là ồ, có nhiều bài nhạc về ve quá. Với lại khi mà An Miên đọc kỹ lại chuyện của ve và kiến, mà của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh, như nãy Phương Quỳnh mới nói tác giả là La Fontaine, thì An Miên thấy rằng ve nó mang một cái ý nghĩa phải nói rất rất là nhân văn. Bởi vì người ta có thể nhìn thấy là cái ve sầu thì người ta hay nhắc tới là những người nghệ sĩ, mà đặc biệt là những vị ca sĩ. Thì họ nghĩ rằng ve ca hát giống như những người ca sĩ, họ dồn hết tấm lòng để mà họ hát. Nhưng cuối cùng có những người ca sĩ thì được nổi bật lên như những vì sao may mắn, còn có những người ca sĩ khi mà buông cái tấm màn rồi đó lại trở về với cô độc, cô đơn, và đôi khi cuộc sống nó cũng phải nói là cay đắng. Còn về ve với kiến á, thì dĩ nhiên nãy Phương Quỳnh nói ai cũng trách cái anh ve, giống như là cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch là khi mà hết mùa hè rồi thì cái ve mới đi hỏi kiến để mà vay một chút xíu lương thực. Thì chị Kiến mới nói là suốt mùa hè làm gì? Thì anh ve trả lời là mùa hè ca hát, đâu có dính líu gì tới bác đâu. Thì chị Kiến mới nói, ồ xưa hát hả, nay múa thử coi. Nhiều người trách là tại sao chị Kiến này phải nói là nói năng độc địa, phải không? Nhưng mà cái anh ve đó thì anh trả lời là tôi hát thiệt gì chị,
cái câu nói của anh cũng chảnh quá đi đúng không? Dạ. Nãy giờ các quý vị cứ nghe mà e rồi tiếng ve sầu, ví như những cái cô ca sĩ hát xong rồi thì coi như cả cuộc đời mang tiếng hát để mà dâng hiến cho cuộc đời, thì có quý vị cũng ngạc nhiên là thế thì con ve nó như thế nào? Con ve nó một cái loại mà mình gọi là kim thiền thoát xác, tức là khi mà con ve nó sau một thời gian mà nó có cái khả năng mà nó nằm, con ấu trùng á chị, nó nằm sâu trong lòng đất từ 2 đến 5 năm, là có những loài ve từ 14 năm đến 17 năm. Thì khi đến cái mùa hè, mặt đất mà nó trở nên ấm áp hơn, nhiệt độ khoảng 17 độ C hoặc là 62 hoặc 63 độ F của mình, thì nó chui lên mặt đất. Và cái thời gian sống của nó ăn thì cũng rất là ngắn ngủi. Mà đặc biệt chỉ có con ve đực nó mới phát lên những cái âm thanh đó, chứ con ve cái thì nó không có. Và khi nó phát lên cái âm thanh đó để gì? Nó kêu gọi người bạn tình của nó. Cái con ve cái á, thì nó có cái một cái máng nhỏ, và nó có giống như cái kim chích á, để mỗi lần nó đâm xuống dưới đất để nó hút nhựa cây. Rồi thì khi mà hai chị em đang nói cái câu chuyện ve như thế này, thì cuối tháng 5 này, miền Đông Bắc nước Mỹ của mình có một sự xâm lăng của hàng tỷ con ve sau gần 2 thập niên chúng tôi nằm yên dưới mặt đất. Thì lúc đó là cái miền Đông Bắc Hoa Kỳ là tràn ngập ve sầu. Tiếp theo Phương Quỳnh nói đó là kim thiền thoát xác á, thật ra là nó là một tên của một cái kế mà dùng đến con ve. Ve đó tiếng Hán gọi nó là kim thiền. Quý vị đừng có lầm, tại vì Amin thấy nhiều người gọi nó là kim tiền, không có đâu. Kim tiền tức là vàng bạc, là tiền của mình. Còn kim thiền, thiền đây là giống như thiền định á, thì là thiền mà viết theo tiếng Hán đó là con ve, ve vàng. Còn thoát xác là người ta nói trong cái kế và trong cái quá trình trưởng thành của con ve là nó phải lột bỏ cái xác của nó để nó mới có cái cánh đầy đủ và bay đi để tiếp tục đời sống trưởng thành. Thì quay trở lại về con ve thì nói chung là nó nằm dưới đất. Tại sao người ta dùng chữ thiền? Amin nghĩ có lẽ là vì nó ẩn mình lâu như Phương Quỳnh nói đó. Rồi khi mà nó trưởng thành, cái ẩn mình của nó, có một loại ve ở bên Việt Nam thì ẩn mình từ 2 tới 5 năm. Còn ở bên nước Mỹ của chúng ta đó, hoặc là những nước Bắc Mỹ đó, thì con ve đó nó có một cái tên, nó là một cái loại gọi là Magic Cicada. Thì cái loại đó nó sống rất là lâu, nó ẩn mình từ 13 cho tới 17 năm. Như nãy Phương Quỳnh nói là chúng ta sắp sửa có một hàng tỷ anh ve xuất hiện đó. Thì đời sống con ve nó rất là lạ, như nãy Phương Quỳnh nói đó, lúc là ấu trùng đó, nó cứ nằm ở trong lòng đất. Và nó lấy gì nó sống? Là con ve mẹ đẻ nó trên cái khe thân cây. Rồi cái trứng nó rơi xuống, nó nở ra ấu trùng, nó rơi xuống, con ấu trùng nó đâm xuống lòng đất, nó sâu nữa, nó sâu gọi là cho đến 2.5 thước hoặc 3 thước. Rồi cái khi mà nó sống ở đó 2 năm, 5 năm, có con sống tới 10 mấy năm, như cái ấy Phương Quỳnh nói đó, tùy theo cái giống của nó. Rồi nó trồi lên mặt đất khi bắt đầu mùa hè là khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6. Thì khi nó trồi lên rồi đó, thời gian ở dưới đất nó sống bằng cái gì? Bảo nó vô hại thì không đúng. Nó dùng cái càng nó hút hết cái rễ cây, cái nhựa của rễ cây. Rồi tới khi nó trưởng thành, nó bay lên thì nó lại bám vào thân cây. Trong một đêm thường thường nó hay lột xác, là thoát xác nó vào khoảng 8-9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Đầu tiên nó trắng, rồi dần dần nó biến thành màu rất là đẹp. Thì trong cái quá trình mà nó trưởng thành á, nó cắm cái càng của nó vô, nó hút hết những cái dinh dưỡng ở trong cái nhựa cây. Và khi nó trưởng thành thì cái đời sống trưởng thành của nó vô cùng ngắn ngủi và vô cùng đẹp đẽ. Đó là khoảng chừng 40 ngày cho tới 60 ngày. Cho nên phải nói đó là người ta hay dùng để kiếp ve sầu. Nhưng thực tế thì câu chuyện kể đó là ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông thích con ve và con kiến, và không phải là như chúng ta là phê bình con ve là ăn xong rồi chơi, rồi con kiến phải làm việc cực nhọc, không phải vậy. Tự vì nhà văn Vũ Bằng có viết trong cái đoạn kia kể lại về cuộc đời của Nguyễn Văn Vĩnh, thì nhà văn Vũ Bằng có viết là trên cái bộ ghế khảm xà cừ quý của ông đó, ông khảm cái chữ suốt mùa hè ve kêu ve ve, đại khái là 2 câu đầu đó. Ve kêu ve ve suốt mùa hè, rồi ông đề cái tên tắt của ông là Nguyễn Văn Vĩnh, là NVV.
thì tại sao con ve được ông Vĩnh yêu thương tới cái độ mà ông khảm hết tất cả cái chữ trên cái bộ đôn sọc những gỗ quý trong nhà của ông? Thì người ta nói rằng ông ví ông cũng là một kiếp ve. Mà ngài vị học giả Nguyễn Văn Vĩnh phải nói là ông là một người đã mở ra một vòng trời văn học, văn hóa, đặc biệt là cái lối phòng dịch. Một dịp khác anh nên sẽ nói kỹ hơn về giữa dịch giả và tác giả. Nhưng người ta cũng nói là ông ví ông như ve, đó cũng là một định mệnh. Nó làm như là một cái dự cảm, một cái linh cảm. Bởi vì sau đó cuộc đời của ông Nguyễn Văn Vĩnh rất là giỏi, nhưng mà lại rất là phải nói là cay đắng, trôi nổi và chật vật với cuộc sống. Và cái cuối cùng, cái đau đớn cuối cùng là ông đã mất trong một tai nạn sông nước ở bên Lào. Mà lúc đó thì phải nói là hoàn cảnh của ông rất là chật vật và khó khăn. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình. Chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.